Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ nhá. Em Thương lại tiếp tục lên sóng giới thiệu cho các bạn một cục cà te các ông ba, hay còn gọi là gõ đỏ nhá. Hàng đây là hàng gốc bổ anh chị bạn nhá. Đấy, em chỉ trà được một mặt này thôi, còn giấy nhám nó hư hết rồi. Vân veo thì rất là ok chị bạn ạ. Rồi em xin đi vào kích thước chiều ngang 32. Rồi 29. Chỗ này là 35 nữa. Chỗ đây là 35 này, 35 29 này. Đấy, 35 29. Vân veo là rất là ok. Đấy, bên đây đây. Bên đây nó còn một chút rác nữa các bác nhá. Chút rác. Đây. 68 kg anh chị bạn nhé. Đây em trả sơ rồi em lật cho anh chị bạn xem luôn này. Hàng thì bao đặc luôn. Cái cục đây nếu mà để cắt bằng bạn đi lấy cái chiều cao bằng của nó là được 46 phân này các bạn này. Cắt bằng là được 46 phân. Làm được cái đôn này cũng ok các bạn nhé. Đôn là 68 kg anh chị bạn nhé. Vân là cũng rất là ok luôn. Còn đây là một chút rác, đây là chút rác. Quay là phải chi tiết luôn anh chị bạn nhé. 31 30 nói chung là cắt bằng bạn là được 45 các bạn nhé. Cắt đẹp luôn nên thì được 43.2. Cắt cái phần vết cưa này là 45. 68 kg. Anh chị bạn nào mà thiện chí liên hệ em Thương số điện thoại là 0338918991 nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây là vết tim của cái gốc đó nhé.